phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời bốn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh kính thưa đại chúng bộ môn yếu chỉ luật tông chúng ta tìm hiểu đến bài số 2 về nội dung kiết tập và truyền thừa của luật tạng ở trong nội dung kiết tập và truyền thừa này chúng ta vẫn thấy một yếu tố xuyên suốt ở trong luật tạng phật giáo ừ đó là yếu tố nền tảng hỗ trợ cho chúng ta đạt được đạo giác ngộ giải thoát. Hay nói cách khác, con đường siêu việt ba cõi ra khỏi luân hồi tam giới. Chúng ta phải dựa vào ba yếu tố căn bản trong quá trình tu tập. Đó là giới, định và tuệ. Chúng ta hiểu giới định và tuệ như kiền ba chân nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Việc đầu tiên chúng ta muốn giải thoát trầm luân đó là chúng ta phải phát sinh trí tuệ nội tâm của mình. Muốn cho nội tâm mình phát sinh trí tuệ thì chúng ta phải thành tựu thiền định. Và thiền định để xuất hiện thì giới luật là nền tảng. Cho nên giới là thềm thang là cửa ngõ giải thoát luân hồi là bước đầu tiên mà chúng ta cần phải thọ trì nghiêm túc. Tối sư chúng ta nối nhân giới sanh định nhân định phát tuệ. Đó là trật tự tu tập. Chúng ta cứ nghĩ xem, Sao dĩ chúng ta sợ hãi là bởi vì chúng ta thiếu trí tuệ. Nếu có trí tuệ chúng ta sẽ không sợ hãi. Để có trí tuệ chúng ta phải tập trung tư tưởng lại, bình tĩnh gọi là định. Và muốn định an trú thường trực thì tâm chúng ta phải ở trong sự nghiêm túc của giới luật như vậy thì chúng ta tự khắc sẽ có trí tuệ giải thoát hiểu nghĩa lý đơn giản như vậy đã thấy rằng cấu trúc giới định tuệ là ba môn học vô lậu đặc biệt ở trong Phật giáo và khi Thế Tôn thành đạo sau 13 năm, chúng đệ tử đa phần là những bậc thánh hiền, xuất gia trong giáo Pháp cho nên họ không có lầm lỗi. Tới khi 13 năm sau bắt đầu trong Pháp xuất hiện những việc hữu lậu, đó là lối sinh hoạt phàm phu, hiểu lầm lạc ở trong đời sống tu tập của mình. Bắt đầu Đức Phật chớ giới. Vấn đề chúng ta tìm hiểu không phải Đức Phật còn tại thế, mà chúng ta thấy rằng nội dung đức phật chớ giới nó chỉ có phục vụ ba cái mục đích chính mà trong tài liệu ở đây chúng ta thấy đó là giúp cho chúng ta trừ bỏ trở ngại trên con đường giác ngộ tất cả những cái trở ngại tất cả những cái gì nó chướng ngại cho lộ trình giải thoát sẽ bị trừ bỏ nếu chúng ta tuân thủ theo giới thứ hai là giới luật đức phật chớ định vì mục đích ngăn ngừa sự tổn thương, sự mất hòa hợp ở trong tăng đoàn. chữ tên đoàn ở đây chúng ta không hiểu là giới tu sĩ mà chúng ta nên hiểu chữ nó là sangha. sangha là một đoàn thể sinh hoạt có sự tương tác giữa tăng ni và cộng đồng nam nữ Phật tử. hay còn gọi là một xã hội quan của Phật giáo. phải hiểu như vậy mới đúng nghĩa chữ tăng đoàn. chứ đừng nói chữ tăng đoàn tức là các ông tăng mà một đoàn thể là những người xuất gia thôi như vậy không đúng chữ sang gà sang gà ở đây là gì là một đoàn thể gồm có tăng tiến đồ Phật tử sinh hoạt có sự tương tác với nhau nếu như không được quy định bởi những nền tảng giới luật những khuôn phép của nó thì chắc chắn nó sẽ sinh ra nhiều chướng ngại phiền não và do vậy mà mất sự hòa hợp bởi vậy cho nên ở đây á giới luật Đức Phật chế định là để giúp cho tên hòa hợp đời sống sinh hoạt của những người tu tập à, dẫn tới sự an lạc thanh tịnh có những phương thức mà chúng ta thấy thế tôn cho tôn, tôn ứng xử ứng xử rất khéo chẳng hạn như có những trường hợp không phải lúc nào đức phật cũng đến để mà giải quyết đâu ngài sai tôn giả ư ba ly thậm chí có những trường hợp mà tôn giả ư ba ly đi á ngài nói rằng bạch đức thế tôn giờ đây là mùa mưa con thân hình ốm yếu và nếu như đi về tới 6 ngày mới kịp cái mùa an cư kiết hạ. Như vậy thì ở trong lúc này á con không thể nào đi nổi. Tại vì á ba y bệnh bác nó còng kềnh, trời mưa, nhiễm nước nữa thì làm sao con đi nổi. Cho nên Thế Tôn nói rằng à, ta cho phép tất cả những người xuất gia được lìa y không quá xấu đơn. Tức là chỉ cần một cái bộ đồ đơn giản, gọn gàng không cần đầy đủ cái pháp phục của người tu sĩ nhưng không được quá xấu đêm như vậy thì tới ngày thứ bảy tôn giả Ubali đã trở về trú xứ và vấn đề đó trở thành luật chúng ta thấy ứng xử của Phật rất là khéo léo ở trong mọi phương diện vì vậy cho nên nó đã giúp cho tăng đoàn trở nên thanh tịnh hòa hợp và tránh tất cả những cái sự chơ bai hủy bán làm mất niềm tin ở trong cộng đồng quần chúng đó là nội dung căn bản mà Đức Phật chớ giới, giới. Rồi thưa quý vị, cho đến khi Đức Thế Tôn Niết Bàn ở tại rừng Ta La Sông Thọ, Tôn giả Mahaka Diếp, người đại đệ tử của Phật, được Đức Thế Tôn ủy thác cho cái vị trí lãnh đạo tên đoàn tiếp theo. Thưa quý vị, nếu như Đức Thế Tôn không có ý thác thì đương nhiên Ngài cũng trở thành một vị lãnh đạo lãnh tụ. Bởi vì trước khi xuất gia, Ngài đã có một ngàn đệ tử ở tùy tùng theo Phật rồi. Cho nên dĩ nhiên hạnh của tôn giả Ca Diếp là cái hạnh lãnh tụ ở trong tăng đoàn khi Phật niết bàn. Nhưng lúc bây giờ tôn giả Ca Diếp đi truyền đạo xa, xa tới mức mà thông tin không kịp, không có điện thoại để gọi phải không? Không lên Facebook để báo phải không hả? Không có. Cho nên là ngài không có biết thế tôn niết bàn. Ngài chỉ biết rằng á là ngài cần phải về đánh lễ đức thế tôn. À, và cũng có một hai truyền thuyết cho rằng ngài nhận được cái thông tin à, từ chư thiên ở trong định ngài lắng nghe được chư thiên họ xôn xao họ bàn tán họ nói rằng á, là là đức thế tôn đã niết bàn cho nên trên đường ngài dắt đồ chúng về để đến lễ thế tôn chúng ta còn nhớ khi thế tôn niết bàn rồi ngài chưa vừa tới đại chúng phải đợi bảy ngày sau ngày vừa đố thì lúc bây giờ lửa mới cháy phải không hả những kiến thức đó chúng ta tự biết rồi phải không? Thì á, trên đường Ngài đi vợ, Ngài chứng kiến rất nhiều thứ. Đây là điểm quan trọng tác động ở trong suy nghĩ của tôn giả Mahakaji. Tức là Ngài thấy á, có những vị tỳ kheo thanh tịnh chứng thánh, họ trầm tư ở trong Pháp. Có những vị họ thản nhiên bởi vì Pháp đã có sinh tất nhiên có diệt. Còn có những vị tỳ kheo hữu lậu, họ thương xót, họ nằm xuống đất quèn quại khóc lóc và họ nói ôi đôi mắt của thế gian sao mà sớm mù thế sớm sớm tối tăm thế mà ánh mặt trời trí tuệ của thế gian sao mà sắp sớm, sớm lạnh thế rồi rồi đây thế gian ai là người sôi sáng cho nên họ tiếc thương họ khóc lóc các vị vua quan cũng khóc lóc khóc lóc rất là nhiều và à, nói chung là những người mà còn sống ở trong vọng tình họ không có chịu nổi nổi dư ly này còn có những vị ngỗ nghịch thì sao có những vị tỳ theo ngộ nghịch thì họ mừng họ nói bây giờ này việc gì mình phải khóc lẽ ra mình phải vui mừng mới đúng chứ tại vì sao bởi vì á sa môn cụ đàm lúc còn sống á thì cứ ngăn cái này cấm cái kia à, cho không cho ta làm cái này không cho ta làm cái kia hôm nay niết bàn rồi từ đây về sau ta tự do tự tại ta mặc sức mặc sức mà vui chơi thoải mái những điều này nó xảy ra trong thời đại của đức phật nhất là À, các vị ở trong nhóm của lục quần thì kheo tức là những vị mà chuyên dự, dựa vào à, cái ảnh hưởng tốt của phật giáo để kiếm cơm kiếm gạo để vui chơi phè phẫn và sống một đời sống phóng túng theo dục tình Nha. Yeah. thì lúc bây giờ tôn giả mà hakajit nhìn thấy như vậy cho nên tôn giả tôn giả tôn giả mới quyết định là ta phải làm sao sớm chấn chỉnh cái ký cương phép tắc nếu không thì vấn đề này sẽ hư hỏng và thưa quý vị sau lễ 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 trà tỳ là lễ hóa thiêu đức thế tôn thì lúc đó bắt đầu tôn giả mới mới triệu tập đại chúng ở trong động tắc bắc là à, gồm có 500 vị tỳ kheo chứng a la hán đây là điểm mà chúng ta cần lưu ý và ở trong đó Ngài A Nan trùng tuyên lại lời của Phật dạy ba lần và tất cả đại chúng họ xác nhận rằng Ngài trùng tuyên không sai một câu một từ. Ừ. Rồi tới tôn giả U Ba Li thì đọc lại luật tạng, tức là đọc lại những gì mà Đức Phật chớ định ngăn cấm, đọc đi đọc lại như vậy tới tám mươi lần, tám mươi lần xem là có chỗ nào còn sót không, chỗ nào còn khuyết không và 80 lần ngài đọc y chang từng lời từng lời như vậy thì thưa quý vị cái sự kiếp tập đó sự thống nhất đó chúng ta đặt tên cho nó gọi là ngũ bá đệ tử kiếp tập đó là hình thức kiếp tập đầu tiên ngũ bá đệ tử kiếp tập à, tức là 500 vị đệ tử thánh hiền á hay là hán kiếp tập kinh điển và tất nhiên trong đó có luật tạng chúng ta đang bàn về luật tạng thì chúng ta Chắc thấy điều này là ngũ bá đệ tử kiết tập Và Cái bộ luật đó được ra đời Nó có tên là diễn Là bác thập tụng À Cái bộ luật này á Bộ luật này là bác thập tụng Thì thú vị á Sau khi tới tôn nước bàn 100 năm Bộ luật này gần như không có thay đổi Chỉ có, có Sửa tới sửa lùi chút chút thôi Những điều không đáng kể Đúng như Đức Phật nói là sau này các ông điều hành pháp nếu như có chỗ nào đó dân chúng như vậy như vậy thì các ông cũng phải uyển chuyển thay đổi chứ không có nên là cứng nhắc ở trong cái điều giới luật của ta chế định mà chướng ngại cho hoàng pháp nhưng thú vị á thế tôn nhắc như vậy là để chúng ta phải hiểu là chỉ có quyền thay đổi những cái điều gọi là tiểu tiết mà nó không có hại gì chứ không phải nói thế tôn cho phép mình thay đổi cái là mình dở nhà luôn à không có khách hiếu như vậy thọ trì như vậy đó, là phá gia di tử ha à, như vậy thì thứ vậy nhé cái vấn đề này là giữ uh, gìn tới 100 năm và cái công đức của quá trình giữ gìn này do năm vị đệ tử đó là ca diếp a nan mạc điền địa thương na họa tu và ưu ba cúc đà đó là những vị truyền uh, trì luật tạng một cách nghiêm túc thời của đức phật sau ngày niết bàn được chưa hả ở trong này nó có cái vấn đề hơi phức tạp xảy ra một chút nha, đó là lúc bây giờ cái nhu cầu đem chánh pháp của như lai truyền bá khắp nơi và khi nền văn minh rực rỡ nào nó phát triển lên thì con người ta họ có cái xu hướng là đi truyền bá nền văn minh đó văn minh ấn độ truyền bá theo hướng nam nó thuyết phục những cái bộ tộc thiếu số À, các quốc gia xa gần trở thành những nước chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa Ấn Độ như là Miến Điện, Thích Lan, Lào, Campuchia, Thái Lan những cái vùng mà đi gọi là Nam Ấn Độ Điều đó rất là dễ dàng bởi vì sao? Bởi vì cái sức mạnh văn minh của Ấn Độ đem cả chánh pháp của Như Lai truyền bá đến thì người ta tiếp nhận và người ta sống thoải mái trong đó gần như không có gì chống trái Do vậy mà quá trình giữ gìn ở trong luật tạng nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu như đến tại Trung Quốc thì sao? Chúng ta thấy Trung Quốc một quốc gia có hai có hai cái nguồn tư tưởng lớn đó là Nho giáo và Lão giáo. Nho giáo là một cái 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 hình thức lời dạy nhập thế và sống với những khuôn phép được quy định cứng nhắc. Còn Lão giáo là những cái loại tư tưởng thanh hoa vô vi của Lão tử và sống nơi núi rừng. À, ở đời, thưa quý vị, có những cái điều nào đó nó thanh kho tới mức mà người ta quên lãng đi. Chẳng hạn như là thầy của ai, thầy Hoa Hâm và có một ông thì thầy quên tên rồi. Hoa Hâm, tôi nhớ Hoa Hâm với một người nữa. Hai người này là bạn thân với nhau, hai người đều học đạo thánh hiền, hai người chơi với nhau, nhưng mà một người thì đứng lên đi uh, mở, mở cửa sổ ra nhìn xem là bên kia đường uh, có cái gì mà người ta tiền hô hậu úng nào là cờ trống uh, đưa đón như vậy và khi quay lại thì thấy người bạn mình á uh, kết hai cái chiếc chiếu tức là gì tức là đang đọc sách thánh hiền mà vì những cái vận âm uh, danh lợi của thế tục mà lôi cuốn cái tâm tư của người này người này không xứng đáng làm bạn với mình cho nên họ kết hai cái chiếc chiếu và chia tay và cái vị thầy mà cuốn theo cái hình thức danh lợi kia là những vị là thầy của các vị đế vương như là Ngô Tôn Quyền như là Lưu Bị còn một ông nữa thì dắt chúng đệ tử thanh cao vào núi rừng ẩn dật tu hành vô vi à, cho nên đôi khi chính cái 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 sự trong sáng tuyệt đối nào đó thì người đời cũng chẳng có thấu hiểu giá trị của nó à, nhưng mà người ta biết đến à, hoa hâm nhiều hơn là bởi vì à, là bởi vì là ông có cái gì đó cái nhập thế trong cuộc đời như vậy thì thưa vị lúc bây giờ ấn độ ở trung quốc nó có hai nguồn tư tưởng cách biệt nhau rõ rệt như vậy và nhu cầu truyền bá phật pháp từ ấn độ sang trung quốc đó là cái điều tất nhiên phải diễn ra theo cái dòng sinh hoạt bởi vì con đường tơ lụa nó đã được hình thành người ta nói rằng á là đem, đem vàng ở các nước chẳng hạn như là à, mấy cái nước như iran iraq những cái vùng mà trung đông đó hồi đó vàng nó nhiều giới sợ lắm tại vì cái vùng dầu mỏ cái vùng mà nó có những cái kim loại quý báu thì ở tại à, Trung Quốc người ta yêu chuộng cái loại trang sức đó và ngược lại thì à, người Trung Quốc họ là chuyên sản xuất tơ lụa cái mặt hàng tơ lụa đó nó nó phát triển rất mạnh và có một cái giai đoạn nào đó mà người ta lấy một ký tơ lụa đổi một cân vàng cái trên lệch của nhu cầu thị trường nó nhiều tới mức như vậy bởi vậy cho nên mặt dầu con đường đi qua sa mạc rất là khó khăn nguy hiểm vô cùng nhưng mà những đoàn thương buôn bắt đầu xuất hiện thì theo cái dòng sinh hoạt đó các nhà sư cũng đi theo những đoàn thương buôn này để mà giữ gìn cho Phật tử của mình và nhân đó mà hoàn pháp truyền đạo thì chúng ta hiểu rằng sau khi Thế Tôn Đức Bàn cũng 500 năm tức là những năm trước sau công nguyên à, một hai trăm năm cái giai đoạn lương trường đó thì gần như Phật giáo không có truyền vào nối tại Trung Quốc bởi vì hai cái nền tư tưởng nho giáo và lão giáo nó kháng cự à, cái sự tiếp nhận và à, kết sinh tức là những cái cái cái, cái đẹp xuống gốc rỡ của 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 Phật giáo tại tại Trung Quốc vấn đề nó phức tạp như vậy chúng ta tìm hiểu trong lịch sử bối cảnh thời chiến phát thảo vài nét như vậy chúng ta cố hình dung và do vậy cho nên á, bắt đầu luật tạng của Phật giáo có cái chiều hướng là phải thay đổi Tại vì sao? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ xem một vị tỳ kheo đi khắc thực ngày nào khắc thực ăn ngày đó không được đỡ đồ ăn cách đêm. Như vậy thì làm sao có thể là di chuyển một cái con đường như vậy và đi qua những cái sa mạc mà thậm chí cả tháng không có làng mà không có người cúng dường. Thì lúc bây giờ cái nhu cầu tích trữ thực phẩm phải xuất hiện để vượt qua những khó khăn đó. Nhưng mà lúc đó lại nghịch lại với những gì Đức Phật chế định ở trong luật nguyên thủy. Chúng ta thấy không ạ? thấy Tại Đức Phật không cho tích trữ, chỉ có khắc thực ăn xong trăm ngày, ngày sau tiếp tục, không được tích trữ. Nhưng giờ đã làm sao? Cho nên bắt đầu cái xu hướng là ủng hộ cái tích trữ để vượt qua thành pháp, đó là sứ mệnh cao cả. Còn một cái xu hướng là thú cựu không chấp nhận, à, không được chống trái. Bởi vì cái ảnh hưởng cái sự tu tập cao quý của Đức Phật nó còn hiện tiền đó. Cho nên bắt đầu á, là có sự phân hóa. Cái sự phân hóa này căn bản là cái nhu cầu, cái nhu cầu đi truyền bá và nhất là các vị sư trễ, họ nhiệt huyết truyền bá và số lượng của họ rất đông, nó hình thành đại chúng bộ. Còn các vị già yếu đi không nổi, muốn giữ cái truyền thống cho vững chắc thì đây qua là à. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái sự phân chia đó bắt đầu lục tạng nó có cái xu hướng là phân hóa theo à và à, um... Tại sao nhu cầu biên tập kinh Đại thừa, nhu cầu thay đổi một phần ở trong luật tạng, nó góp phần tạo thành một cái sức mạnh hình thành lên Phật giáo tại Trung Quốc? Chúng ta hiểu rằng trong cái đời Tam Quốc thì có một vị sư người Việt Nam chúng ta, ngài trưởng thành ở trong nền nền nền, nền Phật giáo giao trí tu tập tại chùa Dâu Bắc Ninh đến tại tại Đông Ngô trong thời Tam Quốc đến tại Đông Ngô truyền bá Phật pháp ngài là cái vị sơ tổ đầu tiên ở trong cái đất nước Đông Ngô các vị sư Ấn Độ chưa qua đó nổi cho nên Phật giáo rõ ràng đi xuống ở con đường đường biển và gặp tại giao chỉ và từ đó hình thành cái nôi của Phật giáo và sức mạnh của nó truyền ngược lại với Trung Quốc à, những vấn đề như vậy nó nó ít quá thành ra chúng ta không thấy cái sức ảnh hưởng của nó nhưng mà khi Phật giáo truyền như vậy thì cái nhu cầu truyền bá Phật Pháp là cái nhu cầu của chúng đệ tử Phật sau khi họ đã thành tựu giáo Pháp giác ngộ. Đó là cái điều đương nhiên thôi. Bây giờ đây cũng vậy, chúng ta học giáo Pháp thông hiểu, tự nhiên chúng ta cũng muốn tinh tấn đem cái 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 ý nghĩa hay là cái pháp vị tuyệt vời của Như Lai đó mà giảng dạy hướng dẫn cho người này người kia. Đó là cái điều kỳ diệu bởi vì sao? Bởi vì đó là cái công đức mà họ phải tích lũy để họ giác ngộ, để họ giải thoát. Đó là cái việc làm chính yếu của họ mà. Cho nên thưa vị nhé, À, lúc đó Phật giáo truyền dần dần đến tại tại Trung Quốc rồi. Nhưng mà à, cái 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 vấn đề phân hóa luật tạng gốc rửa của nó không phải tại Trung Quốc đâu mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Đến tổ Ưu Bà cũng đã thì lúc bây giờ tổ bà cũng đã có rất nhiều buổi học trò dối và các vị có cái suy nghĩ khác nhau về Phật về về cái sử dụng luật tạng ở trong quá trình tu tập. Cho nên lúc đó À, lúc đó họ mới chia à, họ mới chia cái bộ luật chính ra thành năm cái phương hướng khác nhau mặc dầu chia ra năm nhưng mà nó cũng không có thay đổi nhiều đâu chẳng hạn như cái điều này tôi cho rằng đó là cái điều quan trọng nhưng anh chưa nó không không quan trọng lắm nó 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 nhẹ hơn cho nên họ chia lên cái tủ trên hay tủ dưới họ xếp qua xếp lại chút xíu vậy thôi hoặc là có khi hai cái này gần giống nhau thì họ gom thành một hoặc là có khi họ nó chia ra cho nó rõ ràng Thành này cái con số á, có khi nó lên, có khi nó xuống à, 250 giới là con số thôi Nhưng mà có khi họ chia còn có là mươi mấy giới Chẳng hạn như vậy, họ gộp lại hai ba cái nhỏ thành một cái lớn Nhưng nội dung mà chúng ta thọ trì nó như nhau Bởi vậy cho nên ai thọ trì cũng được chứng thánh Chứ không có bị khiếm khuyết ở trong cái nghĩa lý tu hành Cho nên khi học chúng ta phải thấy rõ điều này Mặc dầu có sự phân chia nhưng mà tinh hoa của Phật Pháp, tinh hoa của giải thoát nó vẫn đầy đủ ở trong đó. Không có mất đi chút nào. Đây là cái điểm mà khác nhau. À, giữa các cái luật khác với thời gian đã có chia là nó khác. Còn trong Phật giáo chia thì chia nhưng mà không khác chút nào. Thì thưa quý vị nhé, cái vấn đề chia đó là do năm vị đệ tử của tổ ư bà cúc đà từ bác thập tụng là cái bộ luật nguyên thủy đó họ châm trước À, chia ra thành năm bộ: bộ Đàm vô Đức à, truyền luật tứ phần, rồi bộ Tác Bà Đa truyền luật thập tụng tức là bộ chứ không phải là bồ tát nghe, Người, uh, viết sai đó, tức là bộ Tác Bà Đa tức là truyền thập tụng rồi bộ Ca Diếp Di là truyền luật giải thoát, bộ Di Sa tác truyền luật ngũ phần, bộ Bà tà phu là truyền luật ma ha tinh kỳ chúng ta thấy ở việt nam á bộ tứ phần ảnh hưởng gần như toàn bộ chư tinh của việt nam còn cái bộ ngũ phần này á thì lại xuất hiện có ảnh hưởng mạnh mẽ ở tại miến điện à, chúng ta chúng ta thấy cái ảnh hưởng nó truyền đi khắp nơi như vậy á cho nên thầy vẫn nói điều này tất nhiên là các vị nghe thì nghe cho vui chứ còn không không còn không nên nhớ cho nhiều mệt nhưng mà chúng ta ít nhất là có một cái cái khái niệm hình dung rằng là khi đức thế tôn niết bàn thì bảy ngày sau tôn giả mahakasyip à, triệu tập gì à, triệu tập cái cuộc là kiết tập kinh tạng và và kiết tập xong thì lúc bây giờ hình thành lên một bộ gọi là ngũ ba đệ tử à, với nội dung chính là gì với nội dung chính là là gì hả đó là thập bát à, thập tụng phải không à đó là cái một bộ duy nhất thôi kéo dài 100 năm rồi 100 năm đó nó lại chia ra năm hướng khác nhau năm hướng khác nhau sự phân tích sự thêm thắt và giảm chút ít ở trong đó à, là sự thiên chiến các cái giới điều à, gộp ra hoặc là chia chia ra hoặc là gộp lại thì do vậy mà nó chia ra khác nhau một chút và ở trong chi tiết này nói thì nói lại thôi cho nó cũng như nhau mà thôi. Thì thưa quý vị, cái sự phân chia này á nó có hai cái lời huyền ký. Lời huyền ký thứ nhất đó là có một vị trưởng giả thời Phật còn tại thế, ông ta thấy có một cái khúc vải trắng nó bỗng đứt ra làm năm đoạn. Một vị trưởng giả còn tại thế, ông ta nằm mộng và thấy như vậy thành ra ông ta đến ông ta mới mới thưa với phật ông ta hối rằng á là tại sao ông có cái điềm mộng như vậy thấy tội đức phật quá niệm chim bao cũng tới hối ừ. bây giờ đại thầy cũng nghe người ta hối nhiều nhưng mà thầy mệt quá không có trả lời có thầy không biết à, ai chim mẹ thử biết thử nghiệm thử biết bây giờ chim bao nói lung tung á nguy hiểm lắm nhưng mà người ta tin tưởng phật tuyệt đối tại vì tội giác của phật đã nói là đúng không có sai thành ra hỏi thắc mắc và ta hối như vậy và Đức Phật nói đây chính là cái điềm báo trăm năm sau giới luật của ta một cái miếng vải trắng sẽ bị các ra làm làm năm làm năm đoạn hay à, là lên năm gì năm cái hướng và có một lần nữa một điều thuyết thứ hai nói rằng tôn giả tôn giả là hậu la ngài hôm đó được phép làm thị giả của đức phật ở dự lễ Tây Tăng. Thì uh, uh, Ngài sơ ý làm bỡ rơi bát của Phật uh, làm năm mảnh và uh, uh, tứ chúng hỏi xem đây là cái điểm báo gì thì Phật mới nói rằng á uh, là sau độ chừng khoảng 100 năm sau các thầy tỳ kheo chúng đệ tử của ta sẽ chia giới luật ra làm làm năm bộ, đó, làm năm hướng. Uh, đó là những cái lời huyền ký vấn đề này chúng ta cũng không có nên là coi thường đâu, không nên coi thường đâu. À, ngày xưa thầy cũng dự an cư kiết hạ, à, có lần một một cái vị, có một vị có một ngày hòa thượng thiền chú, ngày hòa thượng thiền chú á, à, lúc đó đại chúng dọn cơm lên, ngày không ăn ngày nhìn im ru rồi ngày đi ngày thôi thì hòa thượng tri sự nhìn thấy cũng không biết nói làm sao, à, không dám không dám hỏi ngài, nghĩ rằng ngài có cái lý do gì đó. Ngày thứ hai thì thấy ngài thiện chủ cũng không có, em. ngài ra ngồi im rồi ngài đi vô. Tối ngày thứ ba, ngài các vị hành trì luật họ không nói nhiều đâu, họ không nói nhiều, họ nhìn thấy như vậy nó phải như vậy thì họ ngồi im như vậy thôi. Tới ngày thứ ba thì lúc bây giờ Ngài tri sự mới hối là thưa Ngài à, đã ba ngày Ngài không có thỏi trai, không biết Ngài có bệnh gì không, có duyên sự gì không. Thì lúc đó Ngài mới nói, Ngài mới nói trong bữa ăn tôi không dám nói cái gì động chúng. Nhưng cái bình bác dọn đó không phải bình bác của tôi. Do vậy cho nên tôi không thể thọ trì từ bình bác khác. Thành ra à, đại chúng ăn xong rồi tôi đi đơn giản như vậy thôi và lúc đó uh, lúc đó uh, mới tìm trong chúng xem là ai là mất bình bác của ngài bình bác của ngài vì nó ở đâu thì ai cũng chối hết và, và hối vị thị giả vì thị giả chối tại vì thị giả là cái người chăm lo việc đó còn đại chúng thì không để ý không biết nhưng mà tối đó thì uh, cái vị thần hộ uh, giới già lam ngài vô mắt với ngài nói rằng ngài là ở sâu ở sâu chùa có cái gốc cây con là thằng cây ở sâu chùa à, vị thị giả của ngài á làm bỡ bình bác và sợ cho nên hắn đêm đào lỗ chôn dưới gốc cây này à, thì sáng sớm ra là ngài gọi ngài thi sự lên ngài nói tối qua tôi nằm mộng thấy rõ ràng như vậy ngài cho người ra phía sau gốc cây đó môi lên thứ sao quả nhiên môi lên y chang cái bình bát bỡ đem dâu ở đó à, thành ra chúng ta thấy là cái bình bát của phật nó cũng có những cái lý do thiêng liêng của nó một vị thiền chúa mà mà bình bát bỡ là cái triệu chứng nó không ổn Và sau đó đúng là hết mùa an cư đó là ngày qua đời luôn có những cái duyên nó 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 diễn ra như vậy như vậy đó thành Thành ra là chúng ta không hiểu hết cái phép tắc nhân duyên Thành ra đôi khi chúng ta gây hại Nhưng mà thưa quý vị á Không phải là nói là do bệnh bác bữa mà mới chết đâu nghe Đừng thọ trì theo cách đó nghe Tội quá ha. Chứ là phải hiểu rằng là cái nó có những cái nhân duyên vi tế Mà trí tuệ của Phật mới thấy Còn mình thì không thấy hết điều này Thành ra ở đây chúng ta hiểu là Đức Phật Đức Phật đã có huyền ký là là luật của ngài sẽ bị chia ra làm năm bộ như vậy tức là năm cái quan điểm thọ trì chứ không phải là năm bộ sách năm cái quan điểm thọ trì năm cái nhóm nó thọ trì năm cái hướng như vậy cũng giống như bây giờ thầy có nhiều đệ tử chẳng hạn như ông này thích niệm phật ông kia thích ngồi thiền thì họ vẫn tu hành họ vẫn giải thoát và họ học ở thầy cái cái hướng niệm phật như thế nào cái hướng ngồi thiền nó thế nào và họ phát triển lên họ tiếp phục rằng họ nói rằng là bốn xương nói như vậy như vậy đó họ cũng cố gắng mô tả đúng như những gì thầy thầy truyền trao và dĩ nhiên là hai này đi theo hai hướng khác nhau đôi khiến cả nhau à, cái chuyện nó rất bình thường chúng ta hiểu không có gì là phức tạp hết à, và thưa quý vị trở lại vấn đề khi giáo uh, luật của phật á được truyền bá như vậy được một năm ổn định sau đó chưa làm năm và cái nhu cầu truyền bá phật giáo đến tại trung hoa nó khốc liệt và phức tạp như vậy thành ra luật tạng bắt đầu có cái sự phân hóa và gia giảm hơn nữa nhưng thưa quý vị, á, sự gia giảm đó là do cái cách giải thích của người hướng dẫn. Tức là ví dụ như ông thầy giải thích trường hợp này là sẽ nên như vậy, trường hợp kia sẽ nên như vậy. Tức là giải thích giải thích theo cái, cái phương hướng cá nhân mà thôi. Nhưng chưa có ai dám đụng vô để mà thay đổi mà gia giảm. Do vậy cho nên luật tạng căn bản của Phật tới ngày hôm nay nó vẫn tồn tại với năm bộ chính như vậy. Còn còn cái cách mà gia, cái cách mà đặt tên đặt chữ cho nó khác nhau Thì nó cũng diễn biến phức tạp Và tiếp tục Luật tạng truyền sang tại Tại Trung Quốc là mạnh nhất Và cái công đức mà truyền bá Đầu tiên tại Trung Quốc Đó là do công lao của tôn giả Đàm Ma Cà La Ngài vốn là người Trung Ấn Độ hoặc là Trung Thiên Trúc đó Ngài đến tại chuột Bạch Mã Nơi Lạc Dương Ngài dịch cái bộ Tên kỳ giới tâm và tứ phần yết ma đầu tiên ở tại Trung Quốc. Chúng ta hiểu nghe, trước ngài á, trước ngài Đàm Đàm Ma có một vị nữa. Có một vị nữa mà thầy quên tên rồi. Tức là ngài đến đó, ngài dịch ra y chang nhưng mà nhà vua không chấp nhận. Tại vì sao? Bởi vì á những cái gì ngài dịch á là ngài nhớ ở trong đầu. Ngài không có mang cái bộ luật theo. Ngài thuộc lòng Ngài nghĩ rằng Ngài thuộc lòng rồi Tại sao bởi vì mỗi tuần là Ngài tụng một lần Ngài thuộc lòng từng câu từng chữ Thì việc gì mình phải mang đi cho nó cầm kến Nhưng khổ thầy Đến đó làm cái công việc phiên dịch Mà không có bản gốc Thì không có ai tín nhiệm Nhà vua không có dám tín nhiệm Không có nói là cái bản là dịch y chang trong đầu của Ngài đó Không bao giờ ai dám tín nhiệm như vậy Hay Chẳng hạn như là bây giờ này cũng vậy Chúng ta lên ở trên mạng internet chúng ta lấy một cái bài ở trên cái website đó mặc dù chúng ta có trí rằng là ở trong website đó đi nữa nhưng nó cũng không có chứng phải có cái nhà in phải có cái tờ giấy phải có chữ nghĩa đàng hoàng có số trang đàng hoàng chứ không thể nào mình dẫn chứng ở trên mạng internet nói cái này là là không chấp nhận được ở trong cái sự dẫn chứng mang tính luận cứ khoa học à, thì thưa quý vị cho nên thầy cũng sợ cái lỗi này thành ra đến, đến Mỹ á, thầy không biết tình hình bên đời như thế nào thành ra thầy có mang theo một bộ tứ phần luật chưa ra khỏi đó đến Mỹ thầy mang theo một bộ à có một bộ tứ phần luật là bây giờ giữ gìn cẩn thận sợ rằng tới khi mình truyền bá mình cần cái bộ này không biết rằng mình đến Mỹ đây rồi việc gì xảy ra và và một cái vị tỳ kheo đôi hàng pháp luật tạng là căn bản là quyết định cho tất cả mọi thứ mà không có luật để y cứ là hỏng không thể nào xem trên mạng được cho nên cũng học theo cái gương của thánh hiền và sợ có lỗi như người xưa đã đã phạm thành ra không mang theo một bộ cho chắc hẳn à, thì thưa quý vị cái bộ luật mà do ngài Đàm Ma ca La dịch đầu tiên chúng ta hiếu như vậy là ở tại Trung Quốc ha rồi ở trong đó nó chia ra làm nhiều thứ khác nhau sau đó thì các cái bộ uh, nhiều cái cách diễn đạt khác nhau á vừa lục tạng truyền vào ở tại Trung Quốc giải thích rộng rãi đầy đủ kiểu này kiểu kia và nó có sáu bộ chính đó là gì đó là luật thập tụng đó là 61 quyển do ngài Phất Nhã Đà La và ngài La Thập dịch vào đời hậu tăng Ngài La Thập chúng ta biết là một vị dịch kinh nổi tiếng. Rồi luật tứ phần sáu mươi quyển do ngài Phật Đà Gia Xá và ngài Trúc Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tầng. Chúng ta chúng ta để ý tới trường hợp của ngài Phật Đà Gia Xá. 17 tuổi thông suốt kinh tạng Kinh lục luận nhớ nằm lòng ở trong đầu Lúc đó Ngài khởi tâm ngã mạng Ngài nói rằng ở trên đời này không có ai xứng đáng làm thầy của tôi cả. Tại vì sao? Bởi vì các vị thầy giải thích Phật học đáo điên và nhớ đầu quên đuôi. Trong khi Ngài là thông suốt ba thời. Bao nhiêu chuyện cố kim của Đức Phật. Ở trong thiền định Ngài cũng có thể biết được á, là thời đại của Đức Phật. Cách đây vô lượng kiếp có Phật đó ra đời. Tất cả những cái điều biết này nó diễn ra trong định tâm của Ngài. Ngài biết giới sợ như vậy đó Do vậy cho nên đó, Ngài khởi tâm ngã mạng Ngài cũng có lý do để ngã mạng Nhưng thường tất cả sự ngã mạng nào Cũng dẫn tới thất bại Thành ra không ai dám truyền giới cho Ngài Đó là cái điều thất bại đầu tiên Bởi vì truyền giới là phải có thập sư Không có một vị tên nào Đủ thẩm quyền đứng ra truyền giới Nhất là cựu túc giới Phải có tam sư thất chứng Thành ra do vậy tới 25 tuổi mà ngài không được thỏa giới. Và cứ xin ông này làm thầy, ông kia làm thầy, mặc dầu xin như nữa nhưng mà các ngài không dám. Nói ông giỏi quá tôi không dám. Rốt cuộc đó, là ngài phải cần cầu sám hối và thính cho được á là thập sư để truyền giới cụ túc cho ngài. Cho nên những điều như vậy á chúng ta thấy ngài rất là tuyệt vời. Và cái số của ngài Phật Đại Giai Xá này rất là lâm đâm thưa quý vị. Tức là ngài đến chỗ này thì chiến tranh, Ngài đi chỗ kia thì hư việc Nhưng mà khổ thay Ngài La Thập á Ngài La Thập uh, học hối với Ngài Mặc dù không phải là học trò trực tiếp Nhưng mà là người Là người học hối Vì có những kiến giải mà Ngài La Thập không có biết Không hiếu Phải viết thư, phải nhờ Ngài La Thập uh, Ngài, Ngài Phật Đại Giai Xá giải thích Thành ra nếu chúng ta mà muốn Muốn tìm hiểu những cái tác phẩm Của Ngài Phật Đại Giai Xá Giải thích về kinh và luật á đó là những tài liệu quý báu và chúng ta tin tưởng hoàn toàn ừ. thì thưa quý vị nhé đó là bộ luật tứ phần ha rồi đến luật bốn 40 quyển do ngài Phật Đà Bạc Đà La và ngài pháp hiến dịch vào đời Đông Tấn đến luật ngũ phần như từ đầu thầy thưa với đại chúng truyền bá mạnh ở tại miếng điện đó thì do công của ngài Phật Đà Thập và ngài Trúc Đạo Sinh dịch vào đời Lưu Tống, ngài Trúc Đạo Sinh người ta xem ngài như là một vị tuyên luật sư, ngài giữ giới, ngài thông luật, mỗi bữa ăn chư thiên ở trên trời xuống cúng dường cơm cho ngài, cúng dường cam lộ cho ngài, ngài không cần đi khất thực. Nhưng mà ở trong cái cuộc đời hành đạo cũng lạ lắm, ngài y theo luật tạng ngài ngồi. Rồi hôm đó đệ tử của ngài Huyền Trang đó là ngày khuy cơ ngày khuy cơ ngày khuy cơ nghe nói rằng là ngài trúc đạo sinh dương luật sư á, được chư thiên cúng dường cam lộ nên nay mình tiện thế ghé ghế chơi xin miếng ăn thử cho biết à, nhưng mà ai ngờ đến thì tới quá giờ ngọ không thấy chư thiên tới đâu hết rồi tối lại thì ngủ đối thôi <laughs> ngủ đối rồi sáng ra thì ngài mới trách ngài mới nói rằng là À, ông nói thầy nói dối cho chư thiên cúng dưỡng đâu bữa hôm qua tôi cố tình ở lại ăn miếng cam lộ chư thiên mà tôi hết ngọ mà đâu có ai cũng dường cho ngài ngài cũng đối tôi cũng đối à. thì thì lúc đó à, ngài trúc đạo sinh mới quở trách ngài khuy cơ nói rằng ngài là người tu hành ngày đêm xấu thời thiền tọa còn ngài tu hành tiếng nói là quốc sư mà nằm dài xuống là ngủ và ngấy như sống <laughs> ngài nói vậy thì lúc bây giờ ngài ngài khi cơ mới nói tôi ngủ tôi ngấy là việc của tôi còn có hai con rận nó bò chỗ cố của ngài và ngài lấy ngài ném xuống à, một con chồng thì bị ghế trò còn con vợ chết ngét <laughs> thì, thì lúc, thì lúc đó ngài ngài lúc đó là ngài ngài trước đầu sinh mới sụp lầy sám hối mới biết rằng á đây là một vị một vị bồ tát nhập thế Trí tuệ không phải là người bình thường, à, hành trạng của ngài không phải là người bình thường nữa. À, còn hạnh thanh văn y theo luật tạng, y theo hình thức mà thọ trì. À, còn nhập thế bồ tát trí tuệ họ siêu việt, mặc dù họ ngủ mà cái tâm họ thức. Chúng ta đọc ở trong lăng nghiêm như là thập định thập hồi hướng đó, à, những cái loại thập đó là có khi mà ngủ y như thức, ngủ thì ngủ nhưng mà cái tâm nó vẫn sáng như thức, mặc dù cơ thể vẫn Nghĩ ngơi đàng hoàng. cảnh giới này không dễ dàng gì mà thành tựu. À, thì thưa quý vị á, là ngài trúc đạo sinh người ta mệnh danh ngài là một vị lục tạng à, trong suốt và tinh nghiêm cho nên ở trung quốc người ta xem ngài như là vị tuyên luật sư à, tên cái hiệu của ngài á, tuyên luật sư trúc đạo sinh đó à, và sau này các giáo đàn ở việt nam cũng lấy cái cái cái, 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 cái danh xưng là trúc là tuyên luật sư à, để chỉ cho cái người là đang tổ chức vợ luật tạng ở trong cái đại giới đàn đó hiểu không này nhưng ở trong luật thì nó không có cái cái, cái chức này nghe nó không có cái danh chân này nhưng mà do là tổ chức giới đàn à, và xem cái vị đó gần như là cái vị tổ truyền trì và luật á thành ra, lấy cái, cái tên ngài đặt cho cái chức vụ đó cái trách nhiệm đó ừ. đây gọi là ngài Trúc đạo sinh rồi tiếp theo à, giới kinh giải thoát ấy thì ở đây như này nó không phải là luật tạng nhưng mà nó có ảnh hưởng như luật tạng Cho nên mới gọi là giới kinh giải thoát Giới kinh giải thoát này là đa phần là các vị theo nam truyền Là người ta tôn thờ điều này Nam truyền á, người ta người ta tuân thủ tuyệt đối theo sự chỉ dẫn ở trong giới kinh giải thoát Còn luật căn bản thuyết nhất thiết khử bộ tỳ nại gia Tỳ nại gia chúng ta hiểu là biệt giải thoát đó thì cái bộ đó do ngày nghĩa tịnh dịch vào đời nhà Đường. Ngoài ra, Quản Luật tức là những cái luật nó rộng rãi như vậy, nó nhiều như vậy, thì nó còn có năm bộ giải thích, tức là những cái bộ giải thích về những cái luật đó không khéo chúng ta hiểu sai. chẳng hạn như là luật đưa ra như vậy, nhưng mà giải thích cái cách sử dụng nó như thế nào và hiểu như thế nào, đừng có hiểu ngược lại, hiểu lợi với những gì được ghi lại trong luật thì nó còn có là tỳ ni mẫu tám quyển, ma đất lạc già mười quyến rồi thiện kiến luận hay là thiện kiến luận tỳ bà sa mười tám quyển, à, tác bà đa luận hay là tác bà đa tỳ ni tỳ bà sa chín quyển, à, minh liễu luận hay là luật nhị thập nhị minh liễu luận một quyển những điều như thế này á chúng ta đọc nghe cho vui tay thôi chứ thể biết các vị thôi chết cho cũng bao giờ tìm tới luôn cho <laughs> <laughs> nên thư vị này khi học luật á phải tìm mà phải đọc cho hết phải đọc cho hết hồi xưa thư vị lúc nhỏ thầy cũng lười lắm sự thật mà nói là vậy đó Tại vì mình thấy mình không cần tại sao rắc rối đỡ cái đầu mình nó nhớ nhiều cho nó mệt nhưng mà cơ duyên đứng làm trọng tài cho một cái cuộc tranh luận vỡ và giới luật cho nên bắt đầu á là nó gây cái áp lực khi mình nói này cái gì phải có y cứ thành ra cũng nhờ đó mà tất cả những cái điều này đều đọc qua hết không những đọc qua hết mà đọc kỹ tại vì mình dẫn chứng ra là mình phải kỹ càng rồi không những dẫn kỹ mà mình cũng đối chiếu thông thạo đối chiếu giữa cái này với cái kia không đối chiếu như vậy làm sao minh chứng một vấn đề đưa ra Bộ luật này nói như vậy, bộ luật kia nói như vậy, bộ luật kia nói như vậy, mình dẫn ra hàng loạt như vậy. Và do vậy, cho nên tôi quyết định như vậy. À, cho nên nó là cái khó nó nó cái khuôn. Chứ không mình làm biếng á, thì nó nó vậy đó. À. Đúng rồi, cái đây á, mình có thớ mình có thiếu là luận đây á là luận giải và luật. Còn luận giải và kinh nó khác. Hiểu không ạ? À? Nó vẫn nằm ở trong tạng luận. Mà ngay cái tạng luận đó thì nó là luận về cái gì? Luận về kinh hay là luận về luật? Nó còn những là là sớ là giải nữa. Những bộ sớ giải nữa. Sớ tức là những cái văn bản ngắn, ngắn để đi để để để, để 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 hướng dẫn cho cái ý của luật ngay chỗ đó. Hay là giải, giải thì nhiều hơn. Giải thì dẫn vào kinh, dẫn vào điển tích, dẫn vào câu chuyện này chuyện kia, dẫn vào để mà chúng ta rõ. Cho nên nó có luật giải Nó có luật giải Luật giải là dẫn vào những câu chuyện này, câu chuyện kia Cho nên tất cả những cái điều này Khi nói đến những điều này là phải hiểu nó nằm ở trong gì Trong luận này là luận và luật đó nghe Giải luận bàn và luật à, Phải hiểu như vậy À, chủ sớ giải cái này không phải là thời gian mà thường thường là tùy theo cái Tùy theo cái tính chất của công việc Chẳng hạn như giải là phải rộng Còn sớ là nó ngắn thôi Sớ là nó mang cái tính trình Trình một cái đó giống như là sớ trình lên vua Thì nó chỉ trình một cái Một cái cái Giống như là một cái, cái cái, 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 kiến giải nào đó Và một cái phương hướng nào đó Mang cái tính là đại cương Còn giải tức là phải giải rộng ra à, Cho nên là sớ giải Rồi nó còn cái chữ là thích nữa Thích tức là là chú ấy chú thích ấy, nó như vậy như vậy nhiều thứ phức tạp lắm Nhưng mà chúng ta nhớ không cần nhiều chúng ta chỉ hiểu rằng là từ đức phật rồi tới sau 100 năm chia làm năm bộ rồi từ năm bộ đó bắt đầu nó sinh ra bao nhiêu thứ khác à, cái 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 con sông nó chia làm năm năm nhánh và các cái nhánh đó nó mang theo những cái ý nghĩa khác nhau ừ. rồi để giải thích như thế nào thế kia để cho người ta sử dụng cho nó không sai và thưa quý vị nhé đến đây thì chúng ta hiểu rằng là chỉ có cái bộ luật mà được gọi là luật tứ phần của bộ Đàm Vô Đức, bộ luật tứ phần của bộ Đàm Vô Đức là được sử dụng rộng rãi, được truyền bá rộng rãi. Ừ. Còn cái chữ mà chú sớ thích ấy, thì rất nhiều nghe, à, chú là chúng ta biết rồi là chú là chú giải sơ sơ thôi, còn sớ tức là là, là 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 giải rộng ra chút xíu còn cái chữ thích ấy, là giải thích quá bao la ra để cho người ta hiểu tương tặng hơn sâu xa hơn à, trình tự của nó là chú sớ thích nó trật tự như vậy ha chứ không phải không phải tính theo cái trật tự thời gian đâu nghe thưa của hiền lương không phải tức là là cái cái tính chất công việc mà người ta dùng à, chẳng hạn như bây giờ thầy giảng kinh thì thầy dùng cái chữ là là, là, là giảng à, hay là à, Quán diễn giảng rộng ra gọi là giải thích đấy à, cho nên à, à, cha này kinh địa tạng giảng giải nhưng mà phải hiểu rằng á là giảng và giải nó có cái ven nó là ven giảng nó có tính là ven nối còn còn ví dụ như là mình kêu là là chẳng hạn như là nghiên cứu hay là cái chữ gì đó nói chung bất cứ khi đẹp cái chữ nào nó mô tả đúng cái nghĩa mình làm ở trong đó công việc như vậy đó, chứ không phải tính theo vấn đề thời gian. Rồi, thưa quý vị, đối với nội dung của tứ phần luật được phổ biến rộng rãi như vậy, thì chúng ta biết rằng á, nó nó nói đến căn bản là luật của người xuất gia. Và đối với người xuất gia á, thì cũng chia làm, chẳng hạn như luật tứ phần thì chia làm á là bốn cái 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 chương, bốn cái nhóm. Điều này có thể các vị cũng không cần không cần biết gì nhiều tại vì các vị đa phần không phải là người xuất gia ở đây. Nhưng chúng ta chỉ hiểu nôm na đó là phần thứ nhất là 25 quyến nối về 250 giới của người xuất gia. Còn phần thứ hai là 15 quyển nối mươi 348 giới của Tỳ kheo ni và các kiền độ thuyết giới an cư tự tứ. Tức là phần của ni là nói đúng. Còn cái phần thứ ba, 13 quyển là nối về tự tứ và các pháp kiền độ cũng như là 15 vấn đề liên quan tới các cái pháp an cư. À. Rồi phần thứ tư là 11 quyển nối về phòng xá này được làm như thế nào, cho phép làm phòng như thế nào. Ví dụ như một một người đi hành đạo mà không có hiểu rằng á, là một vị xuất gia ở cái phòng như vậy hợp lý hay không? Nó đúng trong luật hay không? Thành ra do vậy mà thưa vị khi xây dựng á, thầy cũng bị cái khổ tâm với cái với cái cái cái, cái phép tắc xây dựng ở đây cũng như là cái sinh hoạt của đại chúng đôi khi đại chúng không có hiểu điều này không có hiểu rằng là mình sống như thế nào cho phù hợp với giới luật của phật và thầy là người hướng dẫn tổ chức ở trong đầu thầy hiểu rõ điều này cho nên làm cái phòng đó nó như vậy cái giường nó đỡ như vậy độ cao nó như vậy độ rộng như vậy mấy người sinh hoạt như vậy độ túi như vậy Tất cả những cái điều như vậy nó phải có lý do Chẳng hạn như là cái bếp cũng vậy hay cái hướng gió cũng vậy Không thể nào mà đem đặt một cái cái nhà vệ sinh đại chúng mà ở ngay cái cái hướng mà gió thổi Phải không hả? Những điều như vậy đó à. Thường thường là cái cái mùa nào thổi nhiều hơn thì chịu ảnh hưởng nhiều hơn những cái vấn đề mà bên đây thì nó vệ sinh với hồi xưa những cái 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 nhà vệ sinh lộ thiên là chúng ta hiểu rồi cho nên trong cái phép vừa phòng xá này nghe vừa tỳ ni tranh nhóc này rồi những cái vấn nạn và kiền độ bao nhiêu thứ là là, là 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 là, đều ghi lại rõ ràng hết và công lao to lớn nhất phải nói đến là của ngài ngài đạo tuyên à, ngài tóm tắt và nó thành 10 quyến ở trong sang bổ tùy cơ yết mã à, nó tới yết mã là cái phép sử dụng cái phép mà thống nhất với nhau như thế nào à, còn nói đến ai nói cái gì nữa nói đến luật tạng mà luật tạng bali á luật tạng bali thì đa số là họ đều dựa vào là giới kinh giới kinh giải thoát đó hồi sớm thật anh nhắc rồi phải không là dựa vào giới kinh giải thoát thì ở trong đó đối với giới tỳ kheo tỳ kheo nên là chính mà đối với tỳ kheo á thì họ nói rằng chỉ có 227 giới thôi nhưng chúng ta hiểu rằng đưa vào tứ phần do nó chia nhỏ một số giới trong đó ra thành con số tới 250 nhưng trong gốc y cứ vào giới kinh thì á, nó có 227 giới còn tỳ kheo ni không phải là 348 mà trong đó chỉ ghi là 311 con số khác nhau nhưng chúng ta vẫn hiểu rằng do chia ra thành ra nó nhiều hơn, còn nội dung thì không thay đổi. Còn nói về những cái pháp kiền độ tức là trình bày bao quát cái đời sống sinh hoạt của tăng đoàn như thế nào cho nó phù hợp thì ở trong đó đại phẩm gồm 10 kiền độ và tiếu phẩm cũng gồm 10 kiền độ. Ngoài ra thì phụ tùy tức là gồm có 19 chương là những cái giáo điều nó có liên quan đến những cái 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 gọi là cái cái đại phẩm tiêu phẩm ở trên à, hả hả độ là nhóm từ từ rồi sẽ tính rõ sẽ hiểu rõ sẽ thầy giải thích rõ điều này Tại hiện bây giờ là chúng ta học lướt qua học lướt qua cái quá trình hình thành cũng như là kiến tập và truyền thừa để chúng ta thấy rằng cái tinh thần luật tạng của Phật giáo nó phong phú đồ sộ và vững chắc tới mức nào Thành ra nó như là một cái tạng Mà à, hình thành lên Cái hướng tu hành riêng biệt Chứ không phải đơn giản Chỉ có máy chữ rồi cái là, không sát xanh Trộm cướp cứ thế mà mà làm thế là xong Không phải đơn giản như vậy Phân tích sâu ra nó như là một cái luật Của một quốc gia như vậy đó Chứ không phải đơn giản đâu Và thưa quý vị đó là cái sự truyền thừa Phật Pháp uh, Luật tạng Từ thời của Tổ Ca Diếp rồi sang Trung Quốc và cái hình thức của nó như thế nào thế nào. Và những tài liệu nội dung như vậy thầy đã giới thiệu một cách khái quát và hy vọng là chúng ta nghe qua tai, Gieo duyên mà thôi. Lần sau chúng ta sẽ đi vào bài thứ hai của nội dung này. Hôm nay mà các vị chúng ta dừng ở đây. Người đêm công đức này vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời